Quý khán thính giả đang đến với chương trình tin tức tổng hợp của đài IBC được phát hình trên các băng tần 57.19 tại miền Nam, 16.12 tại miền Bắc California, 27.7 tại Houston, Texas trên hệ thống Galaxy 19 và trên mạng điện toán toàn cầu IBCTV.US. Phụ trách phần tin tức tổng hợp hôm nay, Dương Ngô Viên, Vũ Quang Vinh và Tuyết Nha xin trân trọng kính chào quý vị. Và sau đây chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với phần điểm tin. Hình chụp từ trên không cho thấy đám cháy đường ống lớn tại La Porte, Texas và việc di tản đang được tiến hành. Nghi phạm trong vụ ám sát ông Donald Trump có thể đã nằm chờ trong 12 giờ. Khói bao phủ bầu trời Aveiro của Bồ Đào Nha. Lính cứu hỏa chiến đấu với đám cháy rừng dữ dội ở Bồ Đào Nha. Người dân Mexico đã sẵn sàng cho nữ tổng thống đầu tiên chỉ huy hải quân vào ngày độc lập. Và sau đây chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với bản tin chi tiết đầu tiên qua phần trình bày của sứ ngôn viên Tuyết Nha. Thưa quý vị, ảnh chụp từ trên không cho thấy đám cháy đường ống lớn tại La Porte, Texas và việc di tản đang được tiến hành. Đường ống dẫn khí hóa lỏng tự nhiên bốc cháy tại La Porte, Texas vào ngày 16 tháng 9, theo Văn phòng Quản lý Tình trạng Khẩn cấp của thành phố cho biết, khiến cho hàng ngàn ngôi nhà và doanh nghiệp mất điện, buộc di tản những người dân sống gần đó. Đoạn phim cho thấy ngọn lửa lớn gần đường phố và doanh nghiệp khu vực xung quanh bị thiêu rụi, chiếc xe cháy xém gần đó. Theo chủ sở hữu Energy Transfer, vụ cháy xảy ra tại một trạm van bên đường ống 20 inches được sử dụng để vận chuyển khí đốt. Khí đốt NGL có thể được sử dụng làm nhiên liệu đầu vào cho những nhà máy hóa dầu hay đốt để sưởi ấm và nấu ăn, cùng với nhiều mục đích sử dụng khác nhau. Công ty cho biết họ đã biết được về những báo cáo chiếc xe chở khách không rõ danh tính đi vào phần đường của mình tông vào cái van. Thành phố La Porte đã nói nguyên nhân chưa được xác định và tiếp tục được điều tra. Theo bài đăng trên trang web của công ty, hơn 5.000 khách hàng của CenterPoint Energy đã bị mất điện. Cửa hàng Walmart gần đó phải di tản và đóng cửa. Học sinh theo học tại các trường gần hiện trường vụ cháy đều an toàn và trú ẩn ngay tại chỗ. Khu học chánh độc lập La Porte đã chia sẻ như trên. Nghi phạm trong vụ ám sát ông Donald Trump có thể đã nằm chờ trong vòng 12 giờ. Một người đàn ông bị tình nghi ẩn núp trong bóng tối gần 12 giờ trong một nỗ lực ám sát ông Donald Trump tại sân golf Florida của ông đã bị buộc hai tội liên quan đến súng vào hôm ngày 16 tháng 9. Một ngày sau khi chính quyền cho biết ông ta đã bị phát hiện trong bụi rậm với một khẩu súng trường khi cựu tổng thống Hoa Kỳ chơi gần đó. Ông Trump, ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử vào ngày 5 tháng 11, không hề hấn gì, nhưng vụ việc đã làm dấy lên những câu hỏi mới về cách một nghi phạm có vũ trang có thể tiếp cận ông ta gần như vậy, chỉ 2 tháng sau khi một tay súng khác nổ súng vào ông Trump trong một cuộc biểu tình vào ngày 13 tháng 7 tại Pennsylvania, sượt qua tay ông bằng một viên đạn. Chuyến thăm sân golf của ông Trump ở West Palm Beach không nằm trong lịch trình công khai của ông. Quyền giám đốc cơ quan mật vụ Hoa Kỳ Ronan Rose đã nói với các phóng viên vào chiều thứ Hai và không rõ liệu nghi phạm có biết ông Trump sẽ ở đó hay không. Cơ quan mật vụ đã nổ súng sau khi một đặc viên đang quét sân nhìn thấy một nòng súng trường nhô ra khỏi bụi rậm cách cựu tổng thống vài trăm mét, người đang ở đường bóng của lỗ thứ 5. Khói bao phủ cả bầu trời Aveiro, Bồ Đào Nha. Đoạn phim ghi lại cho thấy khói dày bốc lên từ quận Aveiro, Bồ Đào Nha khi cháy rừng tiếp tục tàn phá các khu vực miền Trung và miền Bắc đất nước. Và Reuters cũng đã xác minh độc lập vị trí với hình ảnh phác thảo tòa nhà, địa hình trùng khớp với hình ảnh vệ tinh trong khu vực. Thị trưởng cho biết tình hình nguy hiểm nhất tại Aveiro ở phía Tây Bắc, nơi mà đám cháy rừng đã lan tới vùng ngoại ô của thị trấn Albergaria Alveja và thiêu rụi một số căn nhà. Hơn 1.100 lính cứu hỏa tiếp tục chiến đấu với đám cháy và 3 đám cháy khác ở khu vực xung quanh. Cảnh sát đã đóng một đoạn đường cao tốc chính giữa Lisbon và Porto khi gói dày đã bao phủ khu vực này. Lính cứu hỏa chiến đấu với đám cháy rừng dữ dội ở Bồ Đào Nha. Lính cứu hỏa tại thành phố Nelas, miền trung của Bồ Đào Nha đã chiến đấu với một đám cháy rừng vào hôm ngày 16 tháng 9 khi ngọn lửa tiến gần đến khu dân cư. Ít nhất 2 người đã bị thiệt mạng khi các đám cháy rừng quét qua miền Trung và miền Bắc của Bồ Đào Nha đã khiến cho chính quyền phải sơ tán các ngôi làng, đóng cửa đường cao tốc và yêu cầu thêm máy bay thả bom nước từ Liên minh Âu Châu.
Nhiệt độ đã vượt quá 30 độ C, tương đương với 86 độ F trên khắp cả nước vào cuối tuần và hôm ngày thứ hai, và dự kiến sẽ duy trì ở mức cao cho đến thứ ba. Bồ Đào Nha và các nước láng giềng Tây Ban Nha đã ghi nhận ít vụ cháy hơn bình thường sau một khởi đầu mưa trong năm, nhưng cả hai vẫn dễ bị tổn thương cho tình trạng ngày càng nóng và khô mà các nhà khoa học đổ lỗi cho tình trạng nóng lên trên toàn cầu. Người dân Mexico sẵn sàng cho nữ tổng thống đầu tiên. Mexico kỷ niệm lễ độc lập bằng một cuộc diễn hành quân sự tại trung tâm thành phố Mexico vào ngày 16 tháng 9 do Tổng thống Andrés Manuel López Obrador chủ trì, lần cuối cùng trong nhiệm kỳ đương nhiệm của ông ta. Các thành viên lực lượng vũ trang cùng máy móc hạng nặng và vũ khí đã được trưng bày trong cuộc diễn hành 3 tiếng đồng hồ ngay tại quảng trường Zocalo dưới sự giám sát của ông López Obrador và Tổng thống đắc cử Claudia Sheinbaum, người sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 1 tháng 10. Người đứng đầu Hải quân Jose Rafael Ojeda phát biểu trước vị tổng tư lệnh tương lai của họ rằng người dân Mexico sẵn sàng cho nguyên thủ quốc gia là một người phụ nữ đầu tiên. Cuộc diễn hành kết thúc với ban nhạc quân đội đã chơi bài hát truyền thống là Mexico xinh đẹp và đáng yêu để tạm biệt López Obrador. Theo như phương tiện truyền thông địa phương đưa tin, ngày độc lập Mexico kỷ niệm lời kêu gọi vũ trang của ông Miguel Hidalgo ngày 16 tháng 9 năm 1810 khi đất nước bắt đầu chiến tranh giành độc lập khỏi Tây Ban Nha. Đến đây chương trình tin tức xin được phép tạm dừng trong giây lát để gửi đến quý vị phần bảo trợ thương mại. Xuống ngôn viên Tuyết Nha và Vũ Quang Vinh sẽ quay trở lại phần 2 với những bản tin về việc trực thăng được khai triển để cứu hộ tại thành phố Ostrava của Cộng hòa Séc bị ngập lụt, hay là bản tin về việc Cuba cắt giảm khẩu phần bánh mì hàng ngày vì thiếu nguyên liệu. Hơn 350 người bị thiệt mạng mất tích vì bão Yagi ở Việt Nam, 1.035 tỷ đồng cứu trợ đã được chi, và những bản tin mới được cập nhật. Xin quý vị tiếp tục đón xem.